Chào tất cả các mọi người đã quay trở lại với lại cái kênh bán hàng 7 nhật của mình. Thì tối cháu quay rồi nhưng mà up lên không có được. Thì bây giờ mình giới thiệu lại một số cái mặt hàng 7 nhật ở gì về hôm nay. Thì lại đầu tiên là cái mã số 01, đó là cái đầu đảo chiều của Đức. Cái này thì nó của hãng Sandvik, bây giờ lực của nó thì 8.950 Newton. Cái này còn rất là mới đẹp, sử dụng ok. Đảo chiều cái cây này mã số 01 bán giá 500 ngàn, anh em là có nhu cầu sử dụng thì liên hệ để chốt giá rồi mình chuyển hàng. Cái thứ hai đó là một cái cây rửa của Nhật, lưỡi còn rất là ok, chưa có mài, không có mài gì, gì hết, cán rồi liền lạc. Cái này bán giá 400 ngàn. Và số 2, cây này tổng chiều dài của nó là 40 cm. Bản lưỡi của nó thì 6 sen 6.5. Cái lưỡi của nó thì được 15. Mã số 02, cán liền lạc, cái lưỡi đẹp bén. Cái mã số 03, cái dao số 03 là cái cây giao nhiệt bán 300 ngàn. Hình thức thì đẹp, còn rất là đẹp luôn. Cây này là thuộc vô cái cây đa năng của Nhật, vừa đi đi phượt được, vừa làm cá được. Cái cây là cái chiều dài của nó, tổng cái chiều dài của nó là 26 cm. Cái lưỡi của nó thì 14 cm. Chiều dài của nó là 3,5 ly. Rồi mã số 03, 300 ngàn. Hình thức đẹp nha, cán gỗ không bị tặc lỗi gì hết. Tiếp tục một cái cây đo hơi, Nhật dài 30 cm. Cái cây này thì của hãng Kenso. Cái lực nó đo được thì nó là 11 kg. Rồi cái này thì là mã số 4. Mã số 04 giá 250 ngàn, dài 30 cm, hàng hầu như chưa có sử dụng. Anh em là có nhu cầu sử dụng thì liên hệ cái số điện thoại ở dưới phần mô tả để chốt giá. Cái mã số 07 là một cái bộ thước đo cáp điện của Nhật gồm hai cây. Cái này nó cắt điện được 600 V. Rồi, cái mã số 07 thì 150 ngàn. Bây giờ thì không có làm theo thứ tự được, tại vì hồi tối đã làm rồi nhưng mà nó bị lỗi, cho nên giờ phải làm lại. Cái thứ cái tiếp theo đó là một cái cây thước thủy 3 ống thủy của hãng Vidkit. Cái này thì của Mỹ, có 500 hít. Cái này thì mã số 08,
giá 250.000, hình thức thì còn rất là đẹp, không bị tặng lỗi, có 500 hit. Rồi, anh em là có nhu cầu thì alo. Mã số 08 250.000. Tiếp tục mã số 09 cũng là một cái cây thước thị giáp túi của Nhật, của Mỹ. Cây này thì giá số 09 giá 100.000. Có 500 hit. Bọn túi, cây này thì chưa có sử dụng. Mã số 10. 10 10 10 là một cái cây kéo cành của Nhật. Lưỡi niết đồ còn ok, rất là ok luôn, chữ Nhật luôn, lưỡi zinc luôn, chưa có mài dũa bén. Cây này thì cái size của nó là cái size 18, kéo cạnh Nhật, bán giá 250.000. Mã số 10, anh em mà có nhu cầu sử dụng bonsai thì alo hoặc nhắn tin cho mình. Mã số 11 là một cái cây kéo may của Nhật, hãng Greenwell tin. Cái này hình thức còn đẹp, lưỡi niết không có bị mẻ. Cái này giá 250.000. Tiếp tục số 12 là một cái cây mỏ hàng gút của Nhật. Cái này thì chưa có sử dụng, điện áp của nó là 100V, điện áp 100V 40W, nhanh nóng nha. Cái này bán giá 200.000, anh em nào có cái nhu cầu sử dụng thì alo để mình ship hàng. Tiếp tục số 14 là một cái cây kìm của hãng Snap-on, hình thức thì còn rất là đẹp luôn, răng miệng thì còn ok, không có bị mẻ. Cái kìm của hãng Snap-on, gia công cho hãng xe Mitsubishi, cái kìm của Mỹ, vỏ nhựa không có bị rách. Cây này bán giá 350.000, mã số 14. Rồi tiếp theo mã số 15 là một cái cây chuối quýt chì dùng điện của Trung Quốc xuất Nhật. Nó có ba cái chế độ, một cái đầu chuốt, hai đầu chuốt và ba đầu chuốt, đầu chuốt nhỏ liền lạc dây rinh đi để chút thử rồi tối rồi. Nó tự động, chút tự động. Bấm. Rồi, mã số 15 giá 350.000. Một cái chuốt bút chì bằng điện. Anh em nào có con nhỏ thì mua về cho con nhỏ để chuốt bút chì đi học hoặc là làm văn phòng, xài cũng được, không có bị tặng lỗi gì đâu. Giá 350.000, mã số 15. Cái mã số 16 là một trị giá 600.000, là một cái thiết bị đếm nhiệt dùng trong nhật lý, nhịp của là 2 2 4 3 4 4 4 6 4. Thì cái này thì cũng của Nhật luôn, cái hãng này của hãng Seiko, đinh dây rồi sử dụng đếm nhịp và đếm phắt. Rồi mã số 16 giá 600.000, anh em là có nhu cầu thì alo. Thì cái cây này nếu đi ra cửa hàng mua mới thì 1.000.000 á, 1.600.000 hay 1.800.000 gì đó. Cái đếm nhịp.
Tiếp theo là mã số 17. 17 là một cái ống nhòm của Nhật, mình bán giá 800.000. Ống nhòm này thì của hãng Damazoom. Nó zoom được cái tổng số này, nó zoom từ 14-50 nhân cho ống 25 của Nhật Bản sản xuất. Cái đây, đây là cái zoom siêu zoom, và hình này có chỉnh được cái chế độ viễn cận luôn. Cái này 800.000, không có bao da nha. Mã số 18 đi. 18 là một cái cây đèn để bàn, một cái cây đèn để bàn của Nhật, hoặc là dắt vô đường quần. Nó có cái đồ dắt ở đây và xài 4 pin 3. Tự động đóng lại thì tắt, mở ra thì sáng. Cái này thì đã test rồi, đã đến là sáng ok. Thì cây này là mã số 18, giá 150.000. Thì hôm nay mình chỉ giới thiệu với em một số cái mặt hàng của bãi Nhật như vậy thôi. Hàng về chỉ có nhiêu đó thôi. Anh em nhu cầu sử dụng cái món nào thì alo với phòng, alo cho mình để số điện thoại với phòng mô tả. Thì chốt giá xong cái mình thương lượng về, mình nói như cái hình thức chuyển khoản hoặc là COD thì mình sẽ gửi hàng cho anh em. Rồi xin chào và cảm ơn, chúc một ngày cuối tuần vui vẻ.